Đám tang và hoàn cảnh gia đình khó khăn của Thượng úy Hy Sinh khi chống bão. Thủ tướng chính phủ kiểm tra động viên công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh. Sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La khiến nhiều người chết và thương vong. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão số 3. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh Công trình 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thực hiện công điện của Thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và những cơ quan chức năng quân khu về triển khai ứng phó với cơn bão số 3, Lữ đoàn 513 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức biện pháp phòng chống bão, đặc biệt là các đơn vị công trình. Đến 21 giờ ngày 6 tháng 9, mọi công tác chuẩn bị ứng phó đã hoàn thành. Cũng theo báo cáo của đơn vị, khi thấy hệ thống lán trại tại công trình ở thôn Pạt xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ mất an toàn, 8 giờ ngày 7 tháng 9, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh Công trình 1 triển khai cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất, sẵn sàng ứng cứu cùng địa phương chống bão và bảo vệ lán trại. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã cùng một số cán bộ chiến sĩ đơn vị thực hiện nội dung trên sau khi lấy xong cây trống trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, Thượng úy Khiêm lao vào đỡ bị cây đè vào người và ngã ra. Thượng úy Khiêm được đơn vị kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, xong đã mất vào 9 giờ 20 phút cùng ngày. Sáng ngày 8 tháng 9, chính quyền xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, Ninh Bình cùng các đoàn thể và gia đình đang chuẩn bị đón thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê tại thôn 8 xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, về quê tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh năm 1997, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ tháng 9 năm 2015, đã có hành động dũng cảm và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 năm 2024 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Được biết, hoàn cảnh gia đình Thượng úy Khiêm thuộc diện khó khăn, bố làm phụ hồ, mẹ làm nông nghiệp, nhưng Khiêm đã nỗ lực học tập, rèn luyện để được vào phục vụ cho quân đội. Bố mẹ Khiêm sinh được 4 người con, trong đó Khiêm và một người em đang công tác trong quân đội, còn hai em nữa của Khiêm đang tuổi ăn học. Bố đồng chí Khiêm làm nghề thợ xây, còn mẹ làm nông nghiệp ở nhà. Cuối năm 2023, khiêm mới lập gia đình riêng, một lãnh đạo địa phương chia sẻ. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương đoàn, dành tặng đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Ngay chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng, được cho là nơi bão đổ bộ với sức gió mạnh nhất, gây nhiều thiệt hại nhất theo thống kê tới sáng ngày 8 tháng 9. Tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tới gia đình, cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại, mất mát về người, tài sản do bão số 3 gây ra. Thủ tướng cũng chia sẻ về những mất mát mà chính quyền và nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh đã phải hứng chịu do bão số 3 gây ra. Thủ tướng mong tỉnh sớm khắc phục thiệt hại do bão và sớm trở lại ổn định cuộc sống của người dân. Cũng tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho Quảng Ninh và Hải Phòng để khắc phục hậu quả của bão số 3. Bão số 3 tên quốc tế là Yagi là cơn bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 giật trên cấp 17 khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13 đến 14 giật cấp 16 đến cấp 17. Quảng Ninh đã sơ tán 3.460 người, Hải Phòng sơ tán 23.581 người trên lồng bè, tròi canh nuôi thủy sản trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Hai địa phương đã cùng các lực lượng quán triệt thực hiện nghiêm túc ba công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thống kê sơ bộ thiệt hại, Quảng Ninh đã có 3 người chết, Hải Phòng một người chết. Trong số khoảng 200 người bị thương do bão, thì Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 13 người, 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Về nông nghiệp, trong 121.500 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại thì Hải Phòng có 6.750 hecta trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi chủ yếu ở Quảng Ninh. Do lượng mưa lớn úng nước từ ngày 7 tháng 9 đến khoảng 13 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2024 đã gây ra lũ quét sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã khiến 4 người chết, 9 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, hiện vẫn còn 4 người mất tích. Theo thông tin được xác minh, vụ sạt lở đất đá vùi lấp 4 hộ gia đình với tổng số 26 người. Ngay sau khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận ngay hiện trường và thực hiện cứu hộ cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã. Lãnh đạo thị xã Sapa cho biết thêm khoảng 13 giờ chiều ngày 8 tháng 9, tại khu vực thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, mưa lớn gây sạt lở từ núi cao tràn xuống khu vực khu dân cư, ruộng và suối Mường Hoa. Vụ sạt lở khiến nhiều diện tích hoa màu bị vùi lấp, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Theo lãnh đạo thị xã Sapa, ngay khi phát hiện sạt lở, địa phương đã huy động 54 cán bộ dân quân tự vệ tại chỗ của xã và 26 chiến sĩ công an thị xã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Ngoài ra, một bộ phận giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở, di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di rời tài sản đến nơi an toàn, khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Tại Yên Bái, do ảnh hưởng của giải hội tụ nối với bão trên Biển Đông, từ đêm qua đến sáng nay đã xảy ra mưa lớn. Một số nơi như Cao Phạ mưa 155mm, Đại Sơn gần 110mm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết sáng nay, mưa lớn khiến gần 1km quốc lộ 32 qua huyện Mù Cang Trải bị sạt lở 9 vị trí với hơn 2.100m khối đất đá nhiều phương tiện mắc kẹt giữa các điểm sạt. Đơn vị bảo trì đường bộ trước đó tập kết máy móc ở khu vực này và san gạt, nhưng do khối lượng đất đá lớn nên đến 13 giờ 30 phút chưa thể thông đường. Ngoài ra, một số đường liên thôn liên xã qua các huyện Mù Căng Trải, Văn Yên bị sạt lở, toàn tỉnh ghi nhận 13 nhà dân, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, Cục Cứu Hộ Cứu Nạn cho biết quân đội đã điều động 17.367 người, 4.730 bộ đội và 12.637 dân quân tự vệ và 243 phương tiện các loại. Trong đó, quân khu 2 có 71 người, quân khu 3 có 9.434 người và 170 phương tiện, quân khu 4 có 2.062 người và 10 phương tiện. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động 3.460 người, Bộ đội Biên phòng điều động 2.215 cán bộ chiến sĩ và 60 phương tiện. Quân chủng Hải quân điều động 90 cán bộ chiến sĩ, Cảnh sát biển Việt Nam điều động 35 cán bộ chiến sĩ và 3 phương tiện. Trong thời gian tới, các lực lượng quân sự sẽ duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm tốt đời sống sinh hoạt cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Ngoài ra, dạng sáng ngày 8 tháng 9, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cũng đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu người dân ở một số xã bị ngập úng do mưa lớn, nước sông dâng cao trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, hơn 700 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141 đã kịp thời có mặt tham gia ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân, di rời tài sản đến nơi an toàn. Bằng sự giúp đỡ kịp thời khẩn trương nhanh chóng của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141, người dân địa phương bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản, qua đó thắt chặt củng cố tình đoàn kết quân dân, tô sáng phẩm chất bộ đội cụ hồ nơi gian khó. Sáng mùng 8 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có tổng hợp tình hình cơn bão số 3 và công tác ứng phó khắc phục. Theo đó, bão số 3, tên quốc tế là Iagi, là cơn bão rất đặc biệt, Bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, 26 tỉnh thành phố. Bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, nhất là khu vực miền núi phía Bắc đã bị tổn thương rất nặng nề do các đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất dồn dập trong tháng 7, tháng 8 năm 2024 bão số 3 đi vào đất liền vào trưa mùng 7 tháng 9 với thời gian lưu bão kéo dài trên 12 giờ. Theo thống kê chưa đầy đủ về thiệt hại sau bão, bão Iagi đã làm 14 người thiệt mạng, Quảng Ninh 4 người, Hà Nội 3 người, Hải Phòng 1 người, Hải Dương 1 người, Hòa Bình 4 người, Quân khu 3 1 người. Bị thương 176 người, Quảng Ninh 157 người, Hà Nội 8 người, Hải Phòng 5 người, Hải Dương 5 người, Hòa Bình 1 người. Tại tỉnh Bắc Giang, 1 người mất tích bị lũ cuốn trôi ở Lục Ngạn, chưa rõ danh tính. 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, 2 người ở huyện Lạng Giang bị mái tôn đổ vào người, một người ở huyện Tân Yên bị ngói rơi vào người, một người ở huyện Lục Nam bị cây đổ vào người. Về tài sản, bị chìm, trôi giạt, mắc cạn, mất tích 38 phương tiện trên địa bàn ven biển tỉnh Quảng Ninh. Bão Iaghi cũng làm hư hại 9.028 hecta lúa, hoa màu. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng, 401 cột điện bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, thành phố Hà Nội. Cũng theo Ủy ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, hơn 17.000 người và 243 phương tiện các loại đã được điều động. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 8 tháng 9, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất đá, làm sập nhà dân, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Theo đó, vào thời điểm trên, tại xóm Trầm, xã Tân Minh, khối lượng đất đá lớn từ trên đỉnh đồi sạt lở làm sập hoàn toàn căn nhà của gia đình ông XVS, sinh năm 1973. Trong nhà có 5 người bị vùi lấp, Lực lượng chức năng xác định có 4 người trong gia đình đã thiệt mạng. Ông XVS bị thương. Ông Lường Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc cho biết đường vào xóm Trầm, cách đường tỉnh Lộ 433 khoảng 5 km. Hiện tại có nhiều đoạn sạt lở, chia cắt con đường độc đạo vào xóm Trầm. Các ngầm tràn nước dâng cao nên đoàn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Hiện chính quyền địa phương đang huy động máy và sức người mở lối để cơ quan chức năng huyện và tỉnh vào tiếp cận hiện trường một cách sớm nhất có thể. Trước mắt, huyện Đà Bắc giao cho xã Tân Minh hỗ trợ 20 triệu đồng để lo hậu sự, còn lại các chế độ theo quy định sẽ làm thủ tục để hỗ trợ gia đình sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc cho biết thêm, tính đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 9, huyện Đà Bắc tập trung cho di rời 305 hộ dân ở 11 xã có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét. Riêng xã Tân Minh di chuyển 86 hộ. Trước đó, huyện Đà Bắc và xã Tân Minh đã giả soát nơi nguy cơ sạt lở, vị trí báo đỏ để cảnh báo và di chuyển người dân vị trí gia đình ông S nhà nằm ngay cạnh đường, qua khảo sát nhanh không phải là vị trí đỏ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc thông tin, từ chiều mùng 6 tháng 9 đến đêm mùng 7 tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh. Ảnh hưởng của bão số 3 khiến 24 nhà ở bị tốc mái, cây đổ vào nhà. Trong đó, xã Tú Lý một nhà, xã Toàn Sơn 5 nhà, xã Tiền Phong 6 nhà, xã Yên Hòa 3 nhà, xã Vầy Nưa 4 nhà, xã Cao Sơn 2 nhà, xã Yên Hòa 1 nhà, xã Tân Pheo 2 nhà. Bên cạnh đó, trên 25 hecta diện tích lúa, ngô, sắn, keo, bồ đề bị gãy, đổ thuộc xã Vầy Nưa và xã Cao Sơn. Gió giật mạnh đã làm chìm 4 thuyền và 3 lồng cá tại xã Tiền Phong, làm đổ, gãy 4 cột điện tại các xã Toàn Sơn, Hiền Lương và Tú Lý. Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất xuất hiện trên tuyến đường 433 đoạn thành phố Hòa Bình qua xã Toàn Sơn và tuyến đường xóm Trúc Sơn, xóm Rãnh và Phủ, xã Toàn Sơn. Đặc biệt, đường xóm Men, xã Vân Hòa đi xã Đoàn Kết bị sạt lở khoảng 200 m khối đất đá với chiều dài 100 m Trên đường Hùng Vương, nút giao xuống hầm chui ở Hải Phòng vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 9, khi bão số 3 đang đổ bộ, một người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương do gió lớn không thể di chuyển người phụ nữ đã bỏ lại xe máy trên đường, bám víu vào giải phân cách vì sợ gió thổi bay. Anh Lã Xuân Phương, người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 15 phút sau, một chiếc ô tô màu trắng vụt qua đã lùi xe lại và giải cứu người phụ nữ. Nhìn thấy xe ô tô đỗ lại, người phụ nữ di chuyển liêu siêu đến ghế lái, ngỏ ý gì đó. Tiếp đến, người này dùng hết sức lực mở cánh cửa ra. Tuy nhiên, khi lên được xe, người phụ nữ dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo cánh cửa xe vào. Anh Phương chia sẻ, nhiều thanh niên đi xe máy cũng bị loạn choạng và không thể tiếp tục di chuyển nên phụ nữ lại càng khó khăn hơn, đành bám víu vào vị trí nào đó bên đường. Khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi giữa mưa bão lớn, anh Phương cũng rất xót xa. Sau khi người này được tài xế hỗ trợ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm phục trước hành động của người lái xe. Thông thường khi trời mưa bão, cửa xe mở có thể bị gió quật bung cửa. Như vậy, người lái xe khá dũng cảm và tốt bụng. Trước đó trên mạng xã hội cũng rầm rộ chia sẻ những câu chuyện thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua cơn bão số 3, như khoảnh khắc ô tô dìu xe máy qua cầu Nhật Tân, Hà Nội. Hai chiếc ô tô cùng che chắn cho một xe máy đi qua cầu vượt. Không chỉ tại cầu Nhật Tân, nhiều tài xế điều khiển xe máy trên cầu hoặc các khu vực không có nhà che chắn, rất khó để di chuyển. Biết được điều này, nhiều tài xế xe container, xe tải hạng nặng, xe chở khách tại nhiều cây cầu khác như cầu Phù Đồng, Thanh Trì đã chủ động đi chậm, che chắn gió cho người điều khiển xe máy. Những hành động đẹp ý nghĩa của các tài xế container, xe tải tại Hà Nội khi đăng tải lên mạng xã hội được cộng đồng dành nhiều lời khen ngợi. Chị Nguyễn Hoa cho rằng hành động của tài xế thật đẹp và ý nghĩa, đồng thời chúc khỏe mạnh, vạn dặm bình an. Người dân Việt Nam luôn biết bao bọc nhau vượt qua thời tiết bão gió thiên tai, hình ảnh thật cảm động, ấm lòng. Ngày mùng 7 tháng 9, cơn bão số 3, siêu bão Iagi đã chính thức đổ bộ vào khu vực đất liền nước ta. Cơn bão gây mưa rông, gió lớn trên diện rộng, nhiều ngôi nhà bị bật nóc, tốc mái, thậm chí tại nhiều công trình cao tầng như khách sạn, chung cư còn xuất hiện hiện tượng vỡ các tấm cửa kính gây nguy hiểm cho con người. Trong lúc này trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến cho rằng nên mở hé cửa, cửa sổ hoặc một ô cửa nào đó của nhà để có lối thông gió, giảm áp suất không khí trong nhà. Như vậy sẽ giảm nguy cơ tốc mái vỡ cửa kính. Tuy nhiên, ông Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ xây dựng khẳng định khi có gió bão lớn, các căn hộ chung cư không được mở cửa, cửa sổ hay cửa ban công. Nếu mở cửa sẽ có hiện tượng gió thổi vào và cuốn đồ đạc ra ngoài. Việc mở hoặc mở hé cửa, cửa sổ cũng sẽ gây thiệt hại về tài sản và con người khi có bão. Đó là những mảnh vỡ bị gió cuốn với gió mạnh của các cơn bão, bất kỳ thứ gì từ một viên đá nhỏ đến cửa kính, mái tôn, viên ngói đều có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, một phương pháp cũng được nhiều người áp dụng trong đợt bão Iagi này, đó là dán băng dính vào cửa kính theo hình chữ X hoặc dán thành lưới. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA đã cảnh báo rằng việc dán băng kính lên cửa không giúp tăng độ bền của kính và cũng chẳng ngăn được vấn đề kính bị vỡ. Bên cạnh đó, khi đối mặt với các cơn bão lớn, nếu kính bị vỡ, các mảnh thủy tinh sẽ dính vào nhau gây ra nguy hiểm. Sau đây là một số lời khuyên mọi người có thể tham khảo để xử lý với cửa nhà mình, hạn chế thiệt hại vào những ngày mưa bão có gió lớn. 1. Dùng ván ép bạt chắn cửa. 2. Dùng các thanh chắn cố định cửa. 3. Ba, đặt bao cát và vật nặng để chắn gió. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, bão số 3 hay còn gọi là bão Iagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tuy nhiên trên vịnh Bắc Bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động. Hồi 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6 tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 10 đến 15 km h Dự báo đến dạng sáng mùng 9 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển trên đất liền đến khu vực Thượng Lào, cường độ còn dưới cấp 6. Trên đất liền, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng ngày 8 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Trong ngày mùng 8 tháng 9, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ hứng chịu các trận mưa lớn, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội sẽ có thể bị ngập lụt nặng nề. Trước đó vào đêm ngày mùng 7 tháng 9, dù đã ở thời điểm nửa đêm và đổ bộ vào đất liền nước ta một thời gian rất lâu, nhưng bão số 3 đã duy trì cường độ mạnh, đặc biệt là gió giật tới cấp 11. Tại vị trí tâm bão ở thủ đô Hà Nội, có thể cảm nhận rõ tiếng gió rít lên từng hồi cùng những trận gió giật cực mạnh. Đặc biệt dù đã đi sâu vào đất liền, nhưng ảnh hưởng của bão số 3 trên biển vẫn còn rất rõ rệt. Cụ thể, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía tây cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10, thời điểm gió mạnh còn duy trì trong đêm nay. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, từ chiều mùng 8 tháng 9 sóng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 ở khu vực phía đông Bắc Bộ, đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 7 tháng 9 có nơi trên 200 mm như Phủ Dực Thái Bình 414,4 mm, Đồng Triều Quảng Ninh 221,6 mm, Xuân Thủy Nam Định 218,8 mm, Lương Tài Bắc Ninh 217,8 mm, Vĩnh Bảo Hải Phòng 207,8 mm, vân vân. Do ảnh hưởng của bão số 3, phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều và đêm mùng 8 tháng 9 có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm cục bộ có nơi trên 100 mm riêng khu vực vùng núi có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm cục bộ có nơi trên 250 mm phía tây bắc bộ từ đêm mùng 7 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngày 8 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết, một người bị thương tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam. Trước đó vào khuya ngày 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để làm rõ các tình tiết vụ án. Đến 21 giờ ngày 7 tháng 9, việc khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Được biết, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, tại một vựa thanh long thuộc thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, Trần Trọng Thành, 32 tuổi và Nguyễn Trung Hiếu, 32 tuổi, cùng ngụ xã Mương Mán đã xảy ra ẩu đả với anh Nguyễn Quang Quý, 21 tuổi, và dùng vật sắc nhọn tấn công anh Quý. Vụ ẩu đả làm anh Thành và Quý bị thương, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Quý đã tử vong, còn Thành đang được điều trị. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và truy bắt thành công hiếu trong đêm. Vụ án mạng nghiêm trọng khiến người dân trên địa bàn hoang mang, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phối hợp với công an thành phố Lạng Sơn vừa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 1989, thường trú tại huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang về hành vi giả danh cán bộ tình báo quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, quá trình sinh sống và làm việc tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đối tượng Trần Văn Hiếu tự xưng là cán bộ của Tổng cục 2, có khả năng chạy cho chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp với số tiền là 400 triệu đồng. Qua quá trình theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện Hiếu thường sử dụng tên giả là Trần Văn Hoàng, tiếp xúc với nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi bị bắt, Hiếu thừa nhận không phải là quân nhân và có hành vi giả danh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản vì tin tưởng hiếu có thể giúp đỡ cho người thân của mình, chị VTN trú tại thành phố Lạng Sơn đã chuyển tiền hai lần cho đối tượng hiếu, đối tượng Trần Văn Hiếu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của chị VTN. Qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định đây là đối tượng giả danh nên đã phối hợp với công an thành phố Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hiếu bắt giữ khi đối tượng đang nhận tiền của chị VTL. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận bản thân không phải là quân nhân, việc giả danh cán bộ tổng cục 2 Bộ Quốc phòng để tạo uy tín nhằm mục đích lừa tình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, cả nước đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ sử dụng biển kiểm soát xe quân sự giả, làm sử dụng các loại biển tên giấy tờ tùy thân giả của sĩ quan mang mặc tùy tiện quân phục với đầy đủ cấp hàm phù hiệu nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, hiện tượng mạo danh cán bộ của cơ quan tình báo quân đội Tổng cục 2 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra trên nhiều địa bàn. Thủ đoạn của loại tội phạm này diễn ra rất đa dạng như mang mặc quân phục hoặc nói lý do vì bí mật nên không mặc quân phục, sử dụng các giấy tờ giả như thẻ đặc biệt của Tổng cục 2, chứng minh thư quân đội giả hay khoe khoang là cán bộ Tổng cục 2 biệt phái làm thư ký trợ lý cho lãnh đạo cấp cao. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thời hạn thanh tra trong giai đoạn 2016-2020. Nguyên nhân chậm ban hành kết luận được thanh tra tỉnh Bạc Liêu lý giải do thời gian thanh tra. Quyết định thanh tra ngày 22 tháng 2 năm 2021 còn trong thời gian dịch bệnh COVID-19, quá trình thanh tra phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều lĩnh vực. Kết luận thanh tra cho thấy số tiền sai phạm lên đến trên 34 tỷ đồng. Đáng nói, Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu đã thu đến trên 21 tỷ đồng tiền phí đo đạc sai quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thu sai quy định trên 12 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 6 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất từ tổ chức cá nhân có hạn chế thiếu sót đơn cử như hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên xăng dầu Tây Nam Bộ, chi nhánh Bạc Liêu chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã xây dựng, hoạt động kinh doanh làm thất thu ngân sách nhà nước 429,6 triệu đồng. Đáng chú ý, hồ sơ công ty trách nhiệm hữu hạng Thọ Hoàng Thanh được cơ quan nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích 15.596 m2 để thực hiện dự án nuôi tôm Quảng Canh, sau đó chuyển nhượng cho ông Phan Thanh Tuấn là vi phạm quy định luật đầu tư năm 2014. Điều này dẫn đến những việc phù phép sau đó. Cụ thể, ông Tuấn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được văn phòng đăng ký đất đai điều chỉnh sang hình thức thuê đất đối với ông Tuấn. Sau đó, ông lập các thủ tục tách thửa diện tích 1.844,9m2 và chuyển nhượng cho hộ cá nhân là bà Nguyễn Thị Xuân Phương. Đến tháng 5 năm 2020, ông Tuấn tiếp tục tách thành hai thửa có diện tích lần lượt là 13.503,2m2 và 247,9m2 để chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông thôn và được Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Lai cho phép. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng xác định tại thành phố Bạc Liêu có 1.338 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được ghi nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền phải nộp hơn 177,2 tỷ đồng. Trong đó có 182 trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng khi không đảm bảo mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu và các chi nhánh vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thu phí đo đạc quản lý, sử dụng tài chính gây ra hậu quả thất thoát tài sản, tiền ngân sách nhà nước và tiền của các hộ gia đình cá nhân với số tiền được phát hiện lên đến trên 21 tỷ đồng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai liên quan đến việc cho thuê đất của công ty trách nhiệm hữu hạng Thọ Hoàng Thanh. Thanh tra cũng kiến nghị thu hồi số tiền hơn 34 tỷ đồng đối với các khoản sai phạm đặc biệt chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc, các cá nhân tổ chức liên quan do có dấu hiệu tội phạm trong việc thu phí đo đạc quản lý, sử dụng tài chính gây ra hậu quả thất thoát tài sản tiền ngân sách nhà nước. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Tránh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện viện kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, mã AJC. 2018.09, AGC 2018.12.1 và AGC 2019.01, Công ty cổ phần đầu tư Sunny World, mã SNVK 2018.10, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, mã QT.2018.12.1, Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, mã SET.h2025. Đồng thời, tòa cũng triệu tập 534 cá nhân tổ chức liên quan đến vụ án ra phiên tòa. Theo hồ sơ giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán. Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc SCB đã chết, trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn, trong đó phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trái quy định, nhận hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 55 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Trong số 55 bị can, có một bị can là pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạng Tân Minh Thịnh Việt Nam bị truy tố về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Bảo và các đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống thường liên hệ qua Zalo và Telegram để trao đổi, thỏa thuận về chi phí và mua bán hóa đơn. Sau khi thỏa thuận, bảo chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng, rồi dùng ủy nhiệm chi hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền vào công ty ma để hợp thức hóa chứng từ, sau đó nhân viên sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản của công ty xuất hóa đơn khống vào tài khoản của bảo. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty ma để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh cùng các bị can đồng phạm đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Bảo để bán lại. Ngoài ra, Thịnh còn thành lập 47 công ty ma để bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hơn 8.007 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 70,7 tỷ đồng. Bị can Bùi Thanh Bình, người mua bán hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại, từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Tóa chưa xác định được nhân thân, dùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Điền đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mua trôi nổi trên mạng xã hội để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức, do đã hết thời hạn điều tra, nên Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng, các bị can này đã thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian cá nhân doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là để che giấu hành vi phạm tội và được thuận lợi mua bán hóa đơn trái phép mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện, năm đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán hóa đơn nêu trên đã móc nối thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân, công chức chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quốc Duy, Nguyễn Anh Tuấn đều là công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vương Quốc Hùng, công chức chi cục thuế thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương, với mức phí từ 0,3% đến 0,6% trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp ma đã xuất bán. Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê như sau: cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký, thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma; thông báo trước kế hoạch thanh tra kiểm tra của chi cục thuế đối với các công ty ma để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó kiểm tra và hướng dẫn các công ty ma làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể nếu bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc hệ số k là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào hoặc doanh số mua vào ít tranh lệch nhiều với doanh số bán ra bị phát hiện bởi hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung hướng dẫn nội dung để người mua sử dụng hóa đơn của các công ty ma giải trình với cơ quan thuế nhằm tránh cho các công ty ma bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro về thuế và chuyển thông tin cho các cơ quan điều tra Tổng cộng, các cán bộ thuế nêu trên đã nhận hối lộ với số tiền gần 13 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, đối với Nguyễn Tuấn Anh, công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết vào tháng 3 năm 2023 nên không đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Bùi Thanh Liêm cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3 chi cục thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Liêm bị cáo buộc do động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số ca duy đã dùng thông tin do liêm cung cấp để thông báo cho nguyễn khắc điền và bùi thanh bình đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn